Đến nơi thì họ quên không test hàng. Thì dùng thanh toán tiền cho bưu điện rồi sau đó thì mới kiểm tra hàng nên nó bị lỗi. Thì khách anh đã yêu cầu gửi lại và khách anh nhận được mã bưu của khách gửi lại thì khách anh đã gửi luôn một cái khác để bù cho khách. Đấy, các bác yên tâm nhé. Kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Ok. Thì mới thanh toán tiền. Còn khi lỡ mà thanh toán tiền rồi nhưng mà chưa test hàng, hàng nó lỗi thì trong tuần đầu thì khách hàng đã đổi luôn cho một cái khác. Các bác cứ gửi bưu điện có mã bưu gửi cho khách hàng là khách hàng gửi luôn cái khác. Đấy, còn ngoài cái thời gian đấy thì các bác sẽ được bảo hành nhé. Nếu mà dùng ok rồi, tuy nhiên là chẳng may nó lỗi thì sẽ được bảo hành. Đấy, khi mà ví dụ như là trong tuần đầu nó lỗi thì khách gửi lại cho khách thanh thì khách thanh xem tiền cước của cái quạt này này, người ta gửi cho khách thanh là tận 350.000, không phải 350.000 mà gần 400.000 cái quạt này khi mà ship lại cho khách thanh đấy, cho nên là khi lỗi khách thanh mất toi gần 400.000 tiền cước. Tức là cước khách gửi về là bên em phải chịu. Đấy. Thì khi mà trong tuần đầu hàng lỗi. Bán mấy cái mới lại được một cái lỗi các bác nhé. Đấy, khi các anh gửi đi nó chỉ hơn 200 nghìn thôi. Đấy, khi khách gửi về tận gần 400 nghìn. Đấy, như vậy là các bác thấy rằng là các anh là khách hàng lớn của bưu điện cho nên là cước nó rất là rẻ. Như thế là quá rẻ rồi. Rồi tiếp theo là cái XS66 này. Khách hàng bán 2 triệu 300 nghìn. Tuy nhiên trong thời gian này hỗ trợ các bác 200 nghìn tiền ship, chỉ còn 2 triệu mốt thôi. Đấy, hỗ trợ 200 nghìn tiền ship. Hoặc là các bác hiểu rằng là sản phẩm này được trừ 200 nghìn, còn 2 triệu mốt thôi. Tiền ship thì rơi khoảng hơn 300 nghìn. Đấy. Đây là khách hàng lớn cho nên là nó sẽ cước như thế là rất rẻ rồi. Động cơ đồng các bác nhá. Đấy, hệ thống nước thì cũng như cái này. Cái này thì lắp bánh xe và cao 1 mét. Cái này lắp bánh xe cao 1m1, 150W các bác nhé. Đấy, rất là tuyệt vời. Cái này dùng bóng khách lớn hơn một chút. Đây quay sẵn các bác xem. Rất là đẹp nhé. Nghe các bác nhé. Thì cấu tạo thì trong này vẫn có là cái động cơ như quạt bình thường. Tuy nhiên là loại này nó có nhiều cánh hơn. Nhiều cánh hơn thì chúng ta chỉ cần quay tốc độ thấp thôi mà lực gió vẫn nhiều. Cho nên là riêng về khoản động cơ này nhá, thì nó sẽ đã êm rồi nhé. Thì mình quạt nào mà ít cánh xong là quay tốc độ cao thì rất là ổn. Quạt nhiều cánh này, cánh to này, cánh rất to nhé. Mà nhiều cánh thì nó quay rất êm. Này có logo bông sen nhá, của biểu tượng của Việt Nam đấy nhá. Lượng gió thì nó đã nhiều rồi, nó đã mát rồi các bác nhá. Ngoài ra thì có hệ thống bơm nước lên thì nó làm mát những tấm nằm mát xung quanh này này. Đấy, xung quanh đều có lưới bảo vệ các bác nhá. Đấy, rất tốt, rất cẩn thận luôn. Đấy, nước làm mát những tấm nằm mát này, gió đi qua những tấm nằm mát này này đã được làm mát và thổi ra rất là mát các bác nhé. Đấy, khi mà nóng quá chúng ta dùng những chai đá khô này. Đá khô này nhiều bác còn chưa biết sử dụng. Chúng ta cho vào ngăn đá tủ lạnh đông cứng thì nó giống như cục đá bình thường ấy. Tuy nhiên là đá khô này nó lâu tan hơn, tác dụng làm mát lâu hơn. Đấy, chúng ta cho vào đây. Ở dưới tác dụng tỏa nhiệt lạnh của đá khô này thì cái nước này nó lạnh hơn. Sau đó mà gió nó thổi ra lạnh hơn thì chắc chắn